trả lời cuộc phỏng vấn với đài CNBC, CEO ngân hàng Morgan Stanley, ông Joachim Fell cho rằng một chính sách nới lỏng tiền tệ ở đất nước này có thể vô tình gây ra hậu quả xấu tại một nước khác. Ông này gọi đó là quy luật âm dương của nền kinh tế với sự gắn bó chặt chẽ giữa các quốc gia. Chẳng hạn như lãi suất tại Mỹ tăng và đồng đô la mạnh lên có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm đi đến quyết định cắt giảm gói hỗ trợ nền kinh tế. Điều này đặt một gánh nặng rất lớn lên các nước mới nổi. Đây là một nước mong đợi khá nhiều vào nguồn tiền đầu tư từ những nhà đầu tư ngoại. Sau khi Fed đưa ra tuyên bố vào tháng 5 rằng Fed sẽ cắt giảm gói hỗ trợ kinh tế, các nền kinh tế mới nổi lập tức có phản ứng lo lắng. Đồng ruby của Ấn Độ rớt giá xuống mức kỷ lục còn 68,8 ruby đổi 1 đô la Mỹ. Đến khi Fed đổi ý bảo rằng chuyện cắt giảm chưa xảy ra trong năm nay, thì đồng ruby lên giá trở lại, chuyển sang một câu chuyện khác. Gói nới lỏng tiền tệ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khiến cho thị trường hồ hởi, nhưng lại gia tăng áp lực giảm phát đối với khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone. Vào tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố sẽ bơm 1,4 ngàn tỷ đô la Mỹ vào thị trường trong vòng 2 năm nữa, nhằm mục đích kéo Nhật Bản ra khỏi 20 năm giảm phát, đánh dấu mức hỗ trợ thị trường mạnh tay nhất từ trước đến nay trên thế giới. Và đồng tiền đó sẽ đổ về Eurozone, nơi có quan hệ giao thương mật thiết với quốc gia châu Á này. Đồng yên yếu đi, đồng euro mạnh lên. Như vậy là Eurozone sẽ vất vả hơn với việc cố gắng đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Vào năm 2010, Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega có nhắc tới khái niệm cuộc chiến tiền tệ. Đó là khi một đồng tiền này mạnh lên sẽ kéo một đồng tiền khác yếu đi. Không phải lúc nào các ngân hàng trung ương cũng có thể phối hợp tốt với nhau, nhất là khi mỗi quốc gia đều có mục tiêu riêng.